vào nhà Tống, hoàng hậu năm thứ năm, hậu nhân của nhà thơ Bạch Cư Dị, Bạch Hoàng Nguyên sáng lập phái Điểm Thương, chiêu mộ bách tính nhiều dân tộc đến học tập võ thuật. Đệ tử môn phái đa số đều là người nhã nhặn, hoặc đọc sách hiền nhân, hoặc trau dồi võ thuật. Tuy nhiên, giang hồ vẫn có nhiều tranh chấp. Liêu Đế nhốt Kiều Phong ở thành Nam Kinh, muốn tấn công nhà Khôn Quan của Đại Tống. Nhất thời, các anh hùng khắp nơi đã tập kết tự phát. Các môn phái lớn như Tinh Túc, Thiếu Lâm đều ra trận. Cuộc chiến đang chuẩn bị bắt đầu. Hãy xem trận chiến võ lâm này sẽ được hóa giải ra sao. Môn phái mới Điểm Thương chuẩn bị xuất hiện. Tân Thiên Long Mobile VNC, phiên bản mới Điểm Thương mặt thủy. Tân Thiên Long Mobile VNC, trực tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.